sư thị Hà Ninh. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn máy đo độ dày lớp phủ Laser Ladder 082150A. Sản phẩm này được sử dụng để đo độ dày lớp phủ với đầu đo cứng tính, sắt và không cứng tính như nhựa, sắt, thép, nhôm, đồng, sắt không dỉ kẽm một cách dễ dàng và hiệu quả. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Như các bạn đang thấy, đây là hộp đựng được thiết kế hiện đại chắc chắn với thiết kế tay cầm nhẹ nhàng, dễ cầm cầm nắm. Sau đây chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong có gì nhé. Đây là đĩa cài đặt. Đây là tấm hiệu chuẩn. Đây là thân máy. Đây là hai pin đi kèm. Đây là dây cáp USB. Còn đây là hướng dẫn sử dụng với nhiều ngôn ngữ khác nhau để người dùng tiện lợi sử dụng. Đây là thân máy. Thân máy được thiết kế nhỏ gọn trong tầm tay và tiện lợi sử dụng. Mặt trước của thân máy thì bao gồm có màn hình, nút bật tắt nguồn, nút quay trở về giá trị không, nút lên xuống, nút lựa chọn các chức năng, nút quay lại màn hình chính. Đây là đầu kết nối USB. Đây là đầu đo của thiết bị. Đây là mặt sau của máy và đây là vị trí lắp pin. Sau đây tôi sẽ tháo vị trí lắp pin. Đây là vị trí để lắp hai quả pin. Máy sử dụng hai pin AAA và sau đây tôi sẽ lắp hai quả pin vào máy. Chúng ta sẽ lắp pin vào và tiến hành đo thử nhé. Sau khi lắp pin, ta sẽ bật nguồn. Chúng ta sẽ thử với các tấm hiệu chuẩn đi kèm nhé. Quá trình sử dụng khá đơn giản, chỉ cần đặt máy vào vật cần đo là kết quả sẽ hiển thị lên màn hình. Chúng ta sẽ thử thêm một vài mẫu khác nhé. Trên đây, siêu thị Hải Minh đã giới thiệu cơ bản về cấu tạo cũng như cách sử dụng máy đo độ dày lớp phủ Laser Ladder 082150A. Quý khách có nhu cầu